6 tuổi, doanh nghiệp Việt Nam cách để sống khỏe mạnh và trường thọ của ông không có gì khác ngoài loài thực vật quen thuộc quả khởi tử. Lý Thanh Vân, 1677-1933, hưởng thọ 256 tuổi, là thầy thuốc trung y cuối đời Thanh đầu thời dân quốc, cũng là người có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Trong cuộc đời, ông đã lấy 24 bà vợ, con đàn cháu đống. Khi ông 100 tuổi được ban thưởng đặc biệt nhờ thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực thuốc trung y. Năm ông 200 tuổi vẫn thường đến trường đại học giảng dạy. Trong thời gian đó, ông nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn từ phương Tây để truyền đạt lại bí quyết trường thọ của mình. Ông cho rằng nguyên nhân khiến mình sống lâu gồm 3 thứ. Thứ nhất, ăn chay lâu ngày. Thứ tâm tĩnh, cởi mở. Thứ thường xuyên uống nước quả khởi tử câu kỳ. Qua thực nghiệm trên cơ thể động vật, khởi tử có tác dụng áp chế mỡ tích tụ trong mô sợi, thúc đẩy sự tái tạo của tế bào gan, giảm lượng đường và cholesterol trong máu, tăng cường bài tiết hormone, loại bỏ các độc tố trong máu. Từ đó duy trì chức năng bình thường của các cơ quan trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu y học Anh và Pháp sau khi nhận được tin tức này đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu quả khởi tử. Phát hiện trong khởi tử chứa một loại vitamin chưa từng gặp qua, liền đặt tên là vitamin X, còn gọi là vitamin chú nhan, nghĩa là giữ gìn nét thanh xuân. Các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc cho thấy, khởi tử có thể tăng miễn dịch cơ thể người, giảm tác dụng phụ của cyclophosphamide trong điều trị ung bướu, thúc đẩy sự hồi phục của chức năng tạo máu, có tác dụng bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, khẩu tử áp chế tạo mỡ trong gan, chống gan nhiễm mỡ, thúc đẩy sự tái tạo của tế bào gan. Các nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y học Trung Quốc cho thấy, khởi tử có thể tăng miễn dịch cơ thể người, giảm tác dụng phụ của cyclophosphamide trong điều trị ung bướu, thúc đẩy sự hồi phục của chức năng tạo máu, có tác dụng bảo vệ cơ thể. Thay nội dung các phương thuốc làm từ khởi tử. 1. Khởi tử, thịt long nhãn, thịt quả nhãn 20g, nho khô 50g, mật ong 20g, củ cải 200g. Rửa sạch tất cả bằng nước sạch, bỏ vào trong bát nhỏ, thêm mật ong, đổ thêm vừa nước, đun trong 20 phút. Có thể kéo dài tuổi thọ, bổ khí dưỡng huyết, dồi dào sinh lực. 2. Khởi tử, quả sơn trà, vừng đen, nhân quả hồ đào 50g, mật ong vừa phải. Bỏ nhân quả hồ đào cắt nhỏ, khởi tử và vừng đen rửa sạch ngâm trong nước, sau đó bỏ vào nồi, đun sôi lửa lớn. Để nhỏ lửa trong 20 phút, lấy dịch ra một lần, sau đó cho thêm nước đun tiếp, lấy dịch ra 3 lần, dùng lửa nhỏ để nấu thành cao, thêm một lượng mật ong vừa phải. Đợi lạnh là có thể cho vào bình sử dụng, có lợi cho phổi, gan. Dùng cho các bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối, thể chất yếu ớt. 3. Rượu khởi tử, 200g khởi tử, 300g rượu trắng. Rửa sạch khởi tử, đợi ráo nước, cắt nhỏ, sau đó cho vào trong bình có đầu nhỏ, thêm rượu trắng, nút chặt. Mỗi ngày lắc rượu một lần, ngâm 15 ngày là có thể dùng. Dùng hết cho thêm 300g rượu trắng, làm y như lần trước. Dùng trước khi đi ngủ, mỗi lần uống 20g. 4. Cháo khởi tử 50g, gạo tẻ 100g, sau khi rửa sạch cho vào nồi nấu thành cháo, ăn vào mỗi sáng. 5. Trứng khởi tử, 2 quả trứng, khởi tử 30g, sửa sạch, cho vào nồi luộc. Đợi trứng chín, bóc vỏ, bảo vào trong canh khởi tử luộc. Ăn liền 3-5 ngày làm một liệu trình, nghỉ một ngày, sau đó tiếp tục ăn. Thông thường 3 liệu trình là sẽ có hiệu nghiệm. Cụ thể, sáng tối mỗi buổi ăn một lần, mỗi lần lạng. Sau đó tuổi càng lớn thì nên tăng thêm lượng dần dần cho phù hợp. Cháo bổ thận, chữa bệnh gút, đồng thời có tác dụng tốt với các bệnh về huyết quản và tim. Chú ý, khởi tử có mùi rượu là đã biến chất, không được ăn. Khởi tử có thể ăn 4 mùa, mùa đông thích hợp nấu cháo, mùa hè thích hợp pha trà. Khởi tử tí ngấm, khi ăn nhiều không có vấn đề gì, nhưng nếu ăn không điều độ, ăn quá nhiều sẽ bị nóng trong. Gờ vào đây theo Lạc Lạc khám phá.